Anh Phong ơi, ra lấy đồ này, trả tiền thôi nhá. Anh cứ ném đây cho tôi. Ôi ôi, người kia, sao mày ném vào đầu tao? Đứng lại. Tôi là Vi Nam, là shipper mới vào nghề, hay còn được gọi với cái tên là giao hàng. Công việc của tôi là giao tất tần tật mọi thứ mà khách hàng mua. Anh Tùng ơi, ra nhận báo này. Mà cha cái thằng kia, mày đứng lại. Mà báo với công ty mày cắt việc mày, mày mất dạy. Tuy đôi khi cũng gặp ít trục trặc, nhưng nói chung ấy, mọi thứ vẫn ổn và khách hàng khá là yêu quý tôi. Tôi đặt lúc nào ấy nhở? Cậu có giao nhầm không đấy? Chị ơi, chị vừa đặt đồ ăn cách đây nửa tiếng. Em còn gọi điện xác nhận cho chị. Chị quên à? Thì tôi quên mất. Thế nhưng mà ấy, đồ ăn này nguội tanh nguội ngắt ra rồi. Ăn vào hôi mồm lắm. Tôi không nhận đâu. Cậu mang về trả quán đi. Sao thế được chị? Chị mà làm thế thì chết em. Em thấy đồ ăn vẫn còn thơm ngon. Hay là chị chịu khó mang về rồi hâm nóng lại một chút. Chắc không sao đâu. Chị nhận giúp em nhá. Cái cậu này hay thật đấy. Cậu nói chuyện buồn cười nhở. Tôi là khách, tôi bỏ tiền ra để tôi mua cái món này. Thế thì bây giờ cậu bảo tôi về tôi xào nấu lại. Thế thì tôi đi làm đầu bếp cho rồi. Tôi còn gọi đồ ăn làm cái gì? Cậu mang về đi, tôi không nhận đâu. Chị ơi, nhưng mà cửa hàng này họ lại không cho trả hàng. Chỗ này cũng mấy trăm nghìn. Em phải trả tiền trước rồi. Bây giờ chị mà không nhận là em lại phải mang về em ăn. Thôi chị xinh xắn thương người như thế, chị nhận cho em đi. Cậu này hay thật đấy. Tôi đã bảo là tôi không nhận là tôi không nhận. Làm sao mà cậu cứ bắt tôi nhận đấy nhở? Hay là cậu thông đồng với quán, cố tình làm ra cái trò này để bắt tôi mua đúng không? Tôi nói cho cậu biết nhá, bây giờ ấy, cái xã hội này này, cái người như cậu ấy nhiều lắm đấy, đừng có hòng lừa được tôi. Chị hay thật đấy. Đồ ăn là chị đặt, món chị chọn, mà chị lại nói em thông đồng là sao ạ? Này 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 này, tôi nói cho cậu biết nhá, đây là công ty của tôi, địa bàn của tôi. Thế mà cậu ở trong công ty của tôi, cậu dám ăn nói với tôi như thế à? Hả? Cút nhanh, cút! Thôi được rồi, cút thì cút. Nhưng mà chị trả tiền cho tôi trước đã. Tôi là shipper mà, cứ mỗi ngày hai đơn như thế này cũng đủ chết rồi. Mày... Có chuyện gì thế à? Giám đốc ạ. Giám đốc, anh giúp em với. Có chuyện gì? Em nói sao nào? Tại sao ở đây lại ầm ĩ như vậy? Dạ, chả là chuyên em có đặt đồ ăn. Nhưng mà khi mà anh ta mang đồ ăn tới thì đồ ăn rất là hôi thiu và em không thể ăn được, nên là em không nhận. Nhưng mà anh ta cứ ép em nhận bằng được, rồi còn dọa đánh em nữa đấy ạ. Này chị, sao chị lật mặt nhanh thế? Rõ ràng là tôi không làm gì chị cả, sao chị lại nói tôi như thế? Mà đồ thì chị đặt, tôi cũng đã gọi điện xác nhận trước rồi, mà bây giờ chị nói tôi như vậy là sao? Cô đã không muốn nhận ấy, thì cậu hãy mang về trả nhà hàng đi. Chúng tôi làm việc ở công ty lớn ấy, thì cái đầu nó phải khác, phải khôn. Không dễ gì bị lừa đâu. Anh ăn nói vô lý quá đấy. Nếu mà các người ép tôi sẽ báo cáo giám đốc. Báo cáo giám đốc à? Tôi là giám đốc của công ty này đấy. Anh muốn nói gì? Tôi... Cút! Lần sau cái loại người hèn hạ rẻ tiền như thế này ấy, em đừng để đi vào công ty, kẻo là bẩn người rồi. Nhưng mà còn đồ ăn? Mang về nhà đi. Có khi nhờ phước của tôi ấy, mà cậu sẽ được nếm thử cái món ăn này đấy. Còn bây giờ thì... Điên! Đúng là cái loại rác rưởi. Lần sau cái loại người như thế này ấy, em đừng để vào công ty, bẩn mắt. Dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em chuyện hôm nay. Không biết là tối nay anh có rảnh không? Em có thể mời anh dùng bữa được không ạ? Được thôi. Chúng ta đi thôi. Anh ơi, anh mua giúp tôi hộp cơm đi, tôi bán rẻ cho. Cô ơi, cô làm ơn làm phúc, mua giúp cho tôi hộp cơm. Một hộp cũng được, tôi bán rẻ cho. Nhưng mà sao lại bán cơm giữa đường thế này? Anh là shipper à?
À, tôi nhớ ra rồi. Anh là người hay xếp hàng cho tôi đúng không? Nhưng mà sao bán cơm giữa đường thế này? Là cô à? Thật ra tôi cũng không muốn đứng đây đâu. Nhưng mà tại có khách đặt đồ ăn xong rồi bom hàng, nên là tôi phải ra đây xem có ai mua giúp được thì giúp. Có nghĩa là anh phải tự bỏ tiền túi để bù những suất cơm này à? Phải. Lâu lâu mới có một người mà buồn cười ở chỗ họ lại làm ở công ty lớn. Thôi được rồi, anh đưa cơm đây, tôi mua hộ cho. Thật á? Cô giúp tôi à? Đằng nào cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi cũng cần phải ăn cơm chứ. Thế thì cảm ơn cô nhá. Không cần phải cảm ơn đâu. Nếu mà lần sau có ai bom hàng của anh ấy, anh cứ đưa đến đây cho tôi sẽ mua giúp anh. Nhưng mà như thế thì thiệt cho cô quá. Thiệt cái gì mà thiệt chứ, tôi có nhiều bạn lắm. Tôi có thể bảo bạn tôi ăn hộ, thậm chí bạn tôi còn có thể mua lại chỗ cơm này cho anh cơ. Cô đúng là một người tốt bụng đấy. Xem ra hôm nay tôi gặp may rồi. Không có gì đâu mà. Một lần anh, cô bị điên đấy à? Ở trong cái công ty này từ trước đến giờ chưa có ai dám chống đối lại tôi đâu. Vậy mà cô dám qua mặt tôi hay sao? Cô bị làm sao đấy? Tự nhiên cô đến đây, cô chửi mắng tôi như vậy à? Này, tôi nói tiếng người chứ không phải nói tiếng chó đâu mà cô không hiểu hả? Cái thằng shipper ở dưới nhà vừa nãy, tôi đã nhìn thấy cô lấy hàng của nó rồi. Cô có biết nó là cái thằng đầu trộm đuôi cướp, thằng rẻ rách không hả? Ai cho phép cô lấy hàng của nó? Hóa ra cô chính là người bom hàng của anh ấy à? Bảo sao cô có tật giật mình, nhưng mà cô cũng tính lạ cơ. Ở đâu ra cái luật tôi giúp đỡ người khác thì được, cô hãm hại người khác thì được, mà cô không cho tôi giúp đỡ người ta thì sao? Tôi không thích cô giúp đỡ nó đấy, bởi vì cái thằng này nó lừa tôi ghét nó. Tôi nói cho cô biết nhá, kể từ giờ trở đi, cô mà còn dám giúp đỡ nó một lần nào nữa, đừng có trách tôi. Tệ cô chứ, tôi việc gì phải sợ? Tôi chẳng làm điều gì sai cả, nên là tôi chẳng việc gì phải sợ cả. Mẹ tôi cũng bảo rồi, nếu mà mình không làm gì sai thì mình không việc gì phải sợ. Chẳng qua là cô có tật giật mình, nên là cô đến đây có đe dọa tôi thôi. Này, thế cô không sợ bị đuổi việc đấy à? Tôi làm gì sai mà đuổi việc tôi? Còn cô ấy, cô xem lại cách cư xử của mình đi. Này, đứng lại, đứng lại. Để xem cô có bị đuổi ra khỏi công ty hay không. Cô Lan Anh. Ô anh Nam, sao anh đến đây? Anh bị bom hàng à? Không phải, tôi đi giao hàng ở gần đây, tiện qua đây chở cô về. Tại vì tôi thấy xe cô đang bị hỏng nên sợ cô phải đi bộ. Khiếp chưa, ai cũng niềm nở như vậy à? Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng tính đi bộ về nhà. Nhưng mà có anh Nam ở đây rồi, hay là anh chở tôi về nhà nhá. Được, cô lên xe đi. Chào anh ạ. Cô Lan Anh, tôi có cái này muốn cô xem này. Cái gì vậy ạ? Quyết định thôi việc. Từ ngày mai trở đi ấy, cô sẽ không còn là nhân viên của công ty tôi nữa. Tại sao thế được ạ? Tôi chẳng làm gì sai cả, sao lại đuổi việc tôi được ạ? Cô xem thường đồng nghiệp, nói xấu giám đốc, lại còn kết bè kết phái với một cái lũ lừa đảo dối trá như thế. Không đuổi cô đi thì có ngày cô bán cả công ty ạ? Hóa ra là cô nói xấu tôi như vậy à? Giám đốc, tôi nghĩ là anh nên xem vấn đề từ hai phía. Anh đừng có mà nhìn nhận vấn đề từ một phía như vậy, như thế nó không công bằng. Không công bằng? Công bằng hay không ấy, đấy là chuyện của tôi, chứ không phải là chuyện của cô. Tôi muốn cho cô làm ấy, thì cô được làm. Còn tôi không muốn cho cô làm ấy, thì cô phải nghỉ. Đừng có tưởng là mình làm được việc ấy, thì thích dẫm lên mặt tôi thì dẫm. Nếu đã muốn tôi nghỉ việc như vậy thì tôi nghỉ việc. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không chịu được cái sự mất công bằng này đâu. Ai có quyền thì người đó có lý thôi. Tốt hơn hết, cô nên đi ra khỏi công ty này đi. Đồ ngu. Chào cô. Tôi đến để mang đồ ăn cho cô Lan Anh.
Cô làm cái gì đấy? Tôi chỉ muốn xem một chút thôi. Làm gì mà căng thế? Dù sao ấy thì bây giờ anh cũng không được gặp con Lan Anh nữa rồi. Tốt hơn hết ý, mang cái đồ ăn này của anh về cho chó gặm đi. Sao cô lại nói thế? Đúng là thì là con Lan Anh ấy, nó bị đuổi việc rồi. Anh không biết à? Mà lý do nó bị đuổi việc ấy là do anh đấy. Ai bảo việc của nó thì nó không làm, lại chuyên thích đi lo chuyện cho người khác, giả vờ là tốt bụng cơ. Đúng là ngu ngốc. Nhưng mà Lan Anh là người tốt, cô chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi. Nhưng mà tôi không thích, thế cho nên nó bị đuổi việc. Thế thôi, tốt hơn hết ý. Từ bây giờ trở đi, anh đừng bao giờ xuất hiện ở trong công ty của tôi nữa. Nếu không thì đừng có mà trách. Cậu Đức, cậu Nam, cậu để tôi. Ui giời. Rõ khổ. Giờ ơi, cậu giàu có rồi, lại còn là chủ doanh nghiệp giao hàng nữa, sao phải đi làm mấy cái việc vất vả như thế này? Cứ bảo tôi, tôi gọi chúng nó làm ngay mà. Cậu cứ đùa. Ngày xưa tôi cũng là shipper, bây giờ mới thành lập được công ty. Nói chung mấy việc vặt vãnh này ấy, tôi làm được. Mà thỉnh thoảng cũng phải bê vác một tí cho giãn gân cốt. À này, cái việc mà tôi nhờ cậu, cậu tìm hiểu đến đâu rồi? À, cái chuyện mà tìm cô Lan Anh đúng không? Ừ, đúng rồi. Chuyện nhỏ như con thỏ, anh yên tâm đi. Cả thành phố này ấy, tôi quen tất. Mà tôi điều tra ra là cô Lan Anh ấy là trưởng phòng kinh doanh công ty AB đấy. Anh có xin số điện thoại không? Có, đâu, mau đưa thôi. Mà cậu chẳng nói sớm thì cho tôi biết. Cái này là tại anh ấy, ai bảo anh không hỏi tôi mà. Thôi được rồi, tại tôi. Nào, đưa đây. Đây, số đây. Rồi. Được chưa? Cảm ơn cậu nhá. Có gì đâu. Thôi, tôi đi đây. Ừ. Cho tôi hỏi, có cô Lan Anh ở đây không ạ? Có người muốn ship đồ cho cô ấy. Là tôi đây. Nhưng mà tôi có gọi đồ ăn đâu nhỉ? Anh có nhầm không đấy? Không nhầm đâu. Có người đặt đồ riêng cho cô mà. Ôi trời, anh Nam. Là anh à? Anh đi đâu suốt bao nhiêu năm qua bây giờ mới gặp lại đấy? À, thì tôi đi giao hàng, tình cờ thấy cô nên tôi đến thăm thôi. Mấy năm qua cô ổn không? Tôi ổn, nhưng mà tôi mất số điện thoại của anh rồi nên là không liên lạc được. Còn anh ấy, anh cũng chẳng chịu liên lạc với tôi gì cả. Vì tôi cũng mất. Anh mất số? Không, tôi mất điện thoại cho nên tìm cô mãi không được. Bây giờ mới gặp lại cô, tôi thấy đúng là duyên trời định, nó vịn vào nhau đấy. Thôi, tôi nghĩ là lâu ngày không gặp nhau thì bọn mình ra quán cà phê ngồi nói chuyện đi. Chứ ở trong công ty, người ra người vào không tiện cho lắm. Đi thôi. Đây là hợp đồng mà em đã soạn sẵn, anh chỉ cần mang đến công ty FVM thôi. Ngày mai ấy, anh sẽ đi với em. Dạo gần đây công ty SVM nổi lên ở trong lĩnh vực giao hàng nhanh. Nếu mà chúng ta ký được hợp đồng với công ty SVM thì chúng ta sẽ thu về một khoản lợi nhuận vô cùng lớn. À, em còn một chuyện nữa muốn nói với anh. Nói đi. Chuyện là anh còn nhớ con Lan Anh chứ? Em nghe nói là nó đang làm việc ở công ty đối thủ và đang nhăm nhe muốn hợp tác với chúng ta trong dự án lần này đấy ạ. Cái con khốn đó, đúng là cái loại ăn cháo đá bát. Anh cứ nghĩ rằng sau khi anh sa thải nó thì nó sẽ biết điều hơn. Không ngờ nó lại dám dùng thủ đoạn này với anh. Vậy thì theo anh, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Không cần. Anh muốn xem là nó định làm gì. Ngày mai chúng ta cứ đến đàm phán bình thường, rồi sau đấy anh sẽ cho nó khóc lóc mà đi về. Ấy, dừng lại. Nhưng mà đã đến công ty đâu? Kia là Lan Anh, tôi muốn xuống đi bộ cùng cô ấy. Nhanh lên, dừng lại. Được. Ui, cậu đi kiểu gì đây? Thì cậu bảo tôi dừng đột ngột mà. Thôi,
cậu xuống kia đi bộ cùng người ta đi. Không có tăng đi mất bây giờ. Lên. Được được được. Cảm ơn nhá. Lan Anh. Lan Anh. Anh Nam. Cô đi đâu đấy? Mà sao lại đi bộ thế này? Tôi đến công ty FM để đàm phán hợp đồng. Xe của tôi bị hỏng rồi nên là tôi mới đi bộ thôi. Còn anh đi đâu đấy? Tôi cũng là nhân viên của công ty SVM. Thì tiện đường đi làm thôi. Tôi có thể đi cùng cô được không? Được chứ. Ôi tình yêu đúng thật là ấu trĩ. Đi, tôi sẽ dẫn cô lên gặp chủ tịch. Cảm ơn anh. Ai thế này? Anh chàng shipper và cô nhân viên ngu ngốc à? Tại sao hai người lại có mặt ở đây hả? Giám đốc ạ. Cũng biết ai là chủ ở đây cơ đấy. Nhưng mà tôi rất tiếc phải nói với cô câu này, cô Lan Anh. Nể tình chúng ta từng làm việc với nhau ấy, cô mau cút về đi trước khi tự rước nhục vào thân. Này, anh thô lỗ và bất lịch sự quá đấy. Đàn ông mình như thế à? Thằng shipper, đến tư cách nói chuyện với tao ấy, không có. Huống chi là mày đòi chất vấn à? Đây là công ty của tôi, thì tôi phải được quyền nói chứ. Còn anh là khách ấy, thì bớt vài câu đi. Mày, mật dậy. Này, ai chửi tôi thì được, nhưng anh mà chửi tôi là có chuyện đấy. Anh xem anh có vô duyên không? Đến nhà người khác mà chửi người ta như chém trả. Người ta nói lại vài câu thì lại bảo người ta là mất dạy. Mày có biết tao là ai không? Tao ấy là giám đốc của công ty đối tác. Chủ tịch của mày gặp tao còn phải nể mặt tao 3 phần. Huống chi là cái loại nhân viên như mày. Hay là vì sĩ gái muốn đứng ra bảo vệ nó nên là lên mặt. Ui giời, giám đốc với chả dám đeo. Tôi thấy anh nên đổi thành dám beo, dám hùm đi. Nhìn mặt anh giữ như cọp thế kia cơ mà. Mà tôi nói này, anh không tôn trọng nhân viên công ty tôi thì chủ tịch cũng sẽ không tôn trọng anh đâu. Mày. Anh Đức, có chuyện gì vậy anh? Em đây rồi. Em có nhận ra cái thằng này không? À, hóa ra là cái thằng shipper lúc trước à? Thế nhưng mà sao hôm nay shipper lại được đầu tư tử tế thế nhỉ? Chắc là làm như thế để cho dễ lừa đảo ấy mà. Chị nói năng cẩn thận vào. Anh Nam bây giờ là nhân viên ở đây đấy. Nhân viên á? Ồ, nhân viên để chúng mày làm việc với nhau ở đây mèo mả gà đồng ở đây à? Hả? Để em gọi chủ tịch hay là giám đốc gì đó ra đây phản ánh cái. Để đuổi cổ hai cái đứa này đi. Này, thưa bà cô già, bà nói ai mèo mả gà đồng? Hay là bà không có người yêu nên cay à? Này, mày đang nói ai đấy? Trừ Lan Anh ra thì tôi nói tất cả những người ở đây, những người mặt rơi tai chuột. Mày là ai mà dám nói tao như thế? Mày có biết tao là đối tác của mày không? Gớm. Đối tác mà la hét như điên ấy, chưa đến cửa tôi đã muốn cầm chổi đuổi đi rồi. Đủ rồi đấy. Đúng là không thể nói chuyện nổi với cái loại vô văn hóa mà. Mày lúc trước ấy, chỉ là cái thằng giao hàng thì làm sao mà đủ trình độ để mà tranh chấp với tao. Cút. Cả có Lan Anh nữa. Tao nói cho mày biết này, mày đừng hòng qua mặt sếp cũ để ký hợp đồng nhá. Hợp đồng lần này chắc chắn sẽ thuộc về chúng tao. Chưa chắc. Với thái độ lồi lõm thế này, chỉ có điên mới ký thôi. Mày là ai mà dám to giọng như thế à? Cái người mà anh gọi mày tao là chủ tịch công ty tôi đấy. Cái gì? Anh là chủ tịch á? Kìa giám đốc, anh đùa chúng tôi đấy à? Tôi không có đùa. Cậu Nam tuy còn trẻ, nhưng mà ngồi vào được vị trí này là khiếu kinh doanh của cậu ấy. Không những thế, ở quê ấy, người ta còn gọi cậu ấy là đại gia chân đất vì tài năng kinh doanh của cậu ấy đấy. Nhưng mà trước đây anh ta chỉ là một thằng shipper thôi mà. Có gì đâu, ai mà chả có lúc đổi đời. Chỉ cần mình chịu khó và có ý chí làm ăn là được thôi. Chủ tịch này, vậy mà anh không nói sớm cho chúng tôi biết, làm chúng tôi nãy giờ cứ nói đùa thôi. Chửi người ta như thế mà nói đùa được à? Tôi nói cho hai người biết, công ty chúng tôi ấy tuy không lớn nhưng đủ biết đúng sai. Nếu anh Nam đây không phải là chủ tịch mà chỉ là một nhân viên bình thường thì hai người định làm gì hả? Chúng tôi nào dám làm gì đâu, chỉ là trò chuyện một chút thôi mà. Không cần trò chuyện đâu, tôi cũng chẳng thiết tha gì việc nói chuyện với hai người. Mời hai người về cho. Chủ tịch, mong anh bỏ qua cho ạ. Đúng là lúc nãy chúng tôi có đùa hơi quá trớn thật.
Nhưng mà hôm nay chúng tôi đến đây là hoàn toàn có thiện chí muốn hợp tác với công ty anh ạ. Mong anh xem qua hợp đồng. Không cần đâu. Ngày xưa lúc tôi khó khăn nhất ấy, thì chính Lan Anh đã giúp đỡ tôi. Ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây. Tôi sẽ ký hợp đồng với Lan Anh. Kìa chủ tịch, anh làm như thế là không công bằng với chúng tôi ạ. Có gì mà không công bằng? Anh có nhớ chuyện ngày xưa không? Chính anh ngày xưa đã đuổi việc Lan Anh vô lý. Đây chính là bài học cho hai người về việc coi thường người khác đấy. Mày lúc trước cũng chỉ là cái thằng shipper thôi, chẳng qua là gặp thời ấy, thế nên là ngồi được lên cái vị trí đó. Đừng có mà vội vàng vênh váo lên mặt ấy. Nhưng mà tôi có một khả năng mà anh không có đấy. Khả năng gì? Tôi sẽ báo cáo việc này với chủ tịch của công ty hai người. Thử xem lúc đó hai người có làm việc được không? Ừ. Tôi xin lỗi cậu. Xin cậu đừng làm như thế mà. Đúng rồi đấy. Cái này chỉ có mình anh ta thôi. Tôi không biết gì cả. Cô nói cái gì thế ạ? Thôi đủ rồi. Tôi không muốn nói chuyện với hai người nữa. Cậu mời họ về đi. Dạ vâng ạ. Mời hai người về cho. Hóa ra anh là chủ tịch à? Ừ. Thế mà anh không nói cho em biết trước? Thật ra anh muốn tạo cho em một bất ngờ. Hôm nay anh muốn mời em đến ký hợp đồng và sẽ nói cho em biết mọi chuyện. Nhưng mà ai ngờ... Chúc mừng anh thành công. Không. Thành công của anh cũng có một phần là nhờ em giúp Lan Anh ạ. Em cho anh cơ hội để được giúp đỡ em, giống như ngày xưa em từng giúp đỡ anh ấy. Được không? Tôi luôn tin rằng chỉ cần con người luôn nỗ lực phấn đấu và không đánh mất bản ngã, thiện tính của mình thì sẽ thành công. Con đường chông gai nào cũng có thử thách, chỉ cần bạn vững tin thì sẽ vượt qua.